Này bạn hiền ơi, ngồi đây tôi kể bạn nghe chuyện đời. Cuộc đời công nhân quen đi sớm về khuya, có khi không thấy mặt trời. Sáng ăn mì gói pha nước sôi vội vàng, tôi về quan công tôi buồn ấm lòng thế thôi. Mơ lúc thành thơi được công người đi dạo phố. Phòng trọ đơn sơ trên bàn báo cũ có dăm ba tờ. Cuộc sống tạm bợ các nhỏ năm chúng thôi, dăm ba đứa bạn xa xôi. Đứa quê ngoài Bắc đã lâu chưa lần về, đứa ở miền Trung quanh năm mưa dầm nắng cháy, đứa nơi miền vườn miền Tây mưa lũ, ba đứa ba tâm sự buồn. Cuộc đời công nhân sống giữa nơi phồn hoa, không nguôi nỗi nhớ nhà nhớ mẹ cha già trông ngóng, bao nước mắt mồ hôi bao nhọc nhằn hôm sớm mơ một ngày về quê hương. Cuộc đời công nhân mang tuổi xuân mà đi, bao gian khó xa gì vững niềm tin vào tương lai. Gặp bạn đêm nay tâm sự chưa dài, hẹn mai một nhé tôi kể tiếp bạn nghe chuyện đời công nhân.